đầu tiên gặp mặt nhạc anh bắt tay. Em là mày đi tiếp theo mà anh muốn vác vai. Nhìn vào mắt em anh biết rằng tình cơ đã chín chỉ. Một giây như biến cũ bởi vì em có đôi mắt ngang. Anh không thể dám những điều xung quanh vì anh đừng có làm mong.